Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn xem một cái hồ cá. Hồ cá cũng nhỏ thôi, nhưng mà đây cũng là một cái niềm đam mê, một cái thú vui của mình cũng như là của một số bạn. Chúng ta có nuôi hồ cá kiển. Thì hồ cá của mình thì có cái kích thước là chiều dài khoảng 50 và chiều rộng khoảng 30 và chiều cao khoảng 40. Thì thật ra trước đó mình cũng có chơi hồ cá to hơn, nhưng mà sau này do không gian nó cũng không có rộng trong phòng, thành ra cũng hạn chế lại và mình làm hồ cá nhỏ hơn. Và hồ này đúng hơn là mình chơi tép các bạn. Trước đó cũng chơi nhiều loại cá, nhưng mà trải qua nhiều cái loại cá nên là mình cũng chuyển sang chơi tép, tép kiển. Chúng ta quay cận cảnh một tí. Thì cái hồ của mình là gồm có rêu, dương sĩ, chủ yếu là hai loại thôi, rêu và dương sĩ và tép kiển. Và chúng ta thấy là một số con tép đang ăn cái lá, đây là cái lá dâu tầm ăn. Tép kiển rất thích cái loại lá dâu tầm ăn các bạn. Lá dâu tầm ăn sau khi chúng ta hái về, chúng ta luộc sơ lên, chúng ta nấu nước sôi, xong chúng ta đợi nước sôi, chúng ta bỏ cái lá dâu tầm ăn này vào, luộc khoảng tầm như cỡ 3 phút. Khi chúng ta cảm giác lá nó chín thì chúng ta vớt ra và làm nguội liền. Rồi sau đó chúng ta để trong tủ lạnh và cho tép ăn mỗi ngày cũng được, hoặc là cách một ngày chúng ta cho ăn một lá. Thì loại tép này rất rất thích ăn cái loại lá dâu tầm ăn này. Lá này mình cũng mới bỏ vào thôi, nhưng mà chúng ta thấy là khoảng cỡ ngày hai ngày thì nó sẽ ăn là sạch luôn, chỉ còn là cái cọng sơ chính thôi, còn là bao nhiêu là nó ăn sạch hết. Sao anh ấy lại